Hello cả nhà, thì ngày hôm nay Tú sẽ giới thiệu tới các bạn một cái thương hiệu bánh mì. Và bên cạnh đó là Tú sẽ đi vòng vào chợ Việt Nam. Thì ở Toronto thì tiệm bánh mì nổi tiếng nhất ở đây có tên là bánh mì Nguyên Hương. Để Tú cho các bạn coi nhé. Thì xin mời các bạn cùng đi theo Tú. Xung quanh là quang cảnh của cái khu vực ở đây thì có tiệm, có một cái chợ. Chợ này vừa là Tàu vừa Việt Nam, thì trong đó cũng bán rất là nhiều đồ. Kế bên thì là có những cái nhà băng, những cái cửa hàng tiện ích. Rồi xung quanh đây là có tiệm phở. Nói chung ở khu vực này rất là sầm uất với người Việt Nam, vì khu vực North York là khu vực tập trung đa số những người Việt mình ở tại đây. Và có những cái quán ăn cũng như cái nhà hàng rất là thuần Việt. Thì nếu quý vị nào có thích ăn cái món ăn Việt Nam thì khi mà đến thăm Canada cũng có thể để ghé qua đến thăm khu North York, thì sẽ có rất là nhiều quán ăn ngon. Đây mình trở lại bánh mì Nguyên Hương nhé, mình sẽ vô review thẳng bên trong. Đằng sau lưng của Tú là tiệm bánh mì Nguyên Hương, quý vị có thấy cái bảng màu vàng này không? Tiệm Nguyên Hương này thì đã mở rất là lâu ở tại Toronto. Thì cái trụ điểm chính là ngay phố Tàu ở Toronto. Đây là địa điểm thứ hai, và còn một địa điểm thứ ba ở trên Vaughan. Thì để tôi quay cận vào cho quý vị thấy cái tiệm bánh mì này nha. Tiệm bánh mì này được coi là tiệm bánh mì đầu tiên tại Việt Nam. Thì nếu những người nào ở Việt Nam qua đây, nếu mà nhớ hương vị của bánh mì thì có thể ghé đến đây. Quý vị có nhớ Hồ Henie của năm trước đã rất là thành công trong cái việc là quảng bá hình ảnh của tiệm của cái bánh mì Việt Nam. Ở đây có bán đầy đủ tất cả các loại bánh mì, và đặc biệt là có những cái món ăn nữa, món ăn nhẹ của Việt Nam, ví dụ như chè xôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi thẳng qua bên trong để xem bên trong được trang hoàng như thế nào nha. Hello cô ơi. Dạ đi công chuyện. Sao vậy, công chuyện hả? Dạ, quá không? Con quay cô được không? Đây. Dạ, cô là người lâu năm nhất ở tiệm. Ở đây có bán bánh bò, các loại chè. Chè chuối là món mình thích nhất luôn. Bún bột chiên. Ở đây có bán cà phê. Con phải giới thiệu cho bạn bè con biết cô đó. Để tới gặp cô, phải nói tới là gặp cô mới được. Đây là các loại bánh mì. Có bánh mì bơ, bánh tê, gà. Dạ không cô ơi. À không, con nghỉ ngày 25. Ủa, cô có đóng cửa không? Có. Ba mẹ ăn. Quay qua cái con mèo, con quay mặt cô cho đẹp coi nè. Trời ơi. Quay mặt con đẹp. Chừng nào quay nói đi cô biết không? Vậy nó mới tự nhiên cô ơi. Ở đây có bán mấy cái món bánh ngày xưa nè, bánh in, bánh và đây đặc biệt là bánh chuối, hành phi, cà phê, bánh men.
Một cô đang chiên cơm hả hay là gì ạ? Ồ. Lâu quá không ăn cơm chiên cô. Dạ. Thích quá, mùa này sao mấy cây lan nó ra nhiều quá. Dạ, nhà có mấy cây lan cũng ra. Dạ, lan Huệ sầu ai, lan Huệ héo á. Đây có bán sâm bổ lượng, các loại chả, lạp xưởng, cơm rượu, cơm rượu nếp, có luôn cả cái món đông lạnh như bò lá lớn, chả. Bán gì vậy ta? Nhìn gì cũng ngon. Đẹp quá, phải đưa lên mạng để lỡ có ông nào không. Nay bận không con? Mình sẽ review luôn bột chiên ở đây nha các bạn. Nè, đây là gì bột chiên. Hương vị rất là giống bột chiên Việt Nam. Rất là ngon. Các bạn phải nên thử. Rất là ngon nha. Có thêm một ly cà phê nữa. Cà phê sữa đá Việt Nam. Đủ một combo cho một buổi sáng. Sau khi ăn uống no say, mình sẽ rời khỏi đây.
Ok, bye cô ơi. Bye cô, say hi cái đa bye. Bye cô ơi. Đẹp quá chừng mà. Bye bye mấy cô. Đông lạnh 2 đồng 99 một bịch như vậy.